Ở phút bù giờ cuối cùng, Nguyễn Thanh Bình ghi bàn thắng duy nhất giúp đội khách lấy trọn 3 điểm trên sân Thanh Hóa. Với chiến thắng này, câu lạc bộ Viettel áp sát top 2. Nhóm 4 đội dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2023 sau 18 vòng đấu gồm câu lạc bộ Hà Nội, Công An Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa và Viettel. Đây là những ứng viên cuối cùng cạnh tranh ngôi vương mùa này. Trong thời điểm nhóm tranh trụ hạng gần như đã xác định tấm vé xuất hạng thì nhóm tranh vô địch V-League 2023 vẫn diễn ra kịch tính, quyết liệt. V-League 2023 chỉ còn 2 vòng đấu nữa sẽ kết thúc và cơ hội vô địch chia đều cho cả 4 đội trên vì khoảng cách điểm không quá lớn. Chỉ cần sẩy chân trên sân nhà, cơ hội đăng quang sẽ hạn hẹp và đó là trường hợp của Đông Á Thanh Hóa khi nhận thất bại 0-1 trước Viettel ở vòng 18 V-League 2023 diễn ra trên sân nhà. Đoàn quân của huấn luyện viên Veliza Popov nổi lên là ứng viên hàng đầu tranh ngôi vương mùa này song bất ngờ sa sút phong độ, dần hụt hơi ở giai đoạn 2 của giải đấu. Viettel có khởi đầu không suôn sẻ ở mùa này song hiện là ứng viên hàng đầu đoạt cú đúp danh hiệu giải quốc nội. Đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đã lọt vào bán kết cúp quốc gia và sẽ có 2 trận đấu mang tính chất chung kết ở chặng về đích V-League 2023, lần lượt chạm trán Công An Hà Nội và câu lạc bộ Hà Nội trên sân hàng đấy. Câu lạc bộ Viettel áp sát nhóm dẫn đầu sau chiến thắng trước Đông Á Thanh Hóa. Ảnh VPF giới chuyên gia nhận định kết quả thắng hoặc thua của Viettel hiện tại phụ thuộc vào phong độ thi đấu của bộ đôi tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến. Đấu pháp chiến thuật của Viettel được vận hành bởi khả năng càn quét, thu hồi bóng của Đức Chiến và nhãn quan kiến thiết, dứt điểm nhạy bén của Hoàng Đức.